đen cũng dành cái trái kia. Ui giời, đang cầm cắp vậy. Nhưng mà anh này cũng được rồi. Đường live stream đây. Thôi đứng đây cũng được. Rồi. Nên đấy rồi. Chụp ảnh kê. Quay chứ chụp. Quay cả như này thì. Anh đứng như này. Quay đến đấy thôi đấy, cũng không hết. Hết rồi, đến đây hết rồi. Đây như quay hết. Đường cao nó quay được. Trương đi giật cái quạt kia. Thank you.
có ba cái chắc. Xin báo cáo các cụ là bây giờ là tôi thay mặt cho gia đình Hải Trang và ông Vấn đại diện cho gia đình Hải Hải, chúng tôi trao một cái đấy coi như biểu tượng, như là có trao và có nhận, có được không ạ? Hãy làm lần nữa. Thấy ảnh đâu mà dắt tay nhau từ đằng kia chứ đi đi chắc à đi báo cáo này là hai vợ bác vợ cháu
Thế còn tôi thì nạ lắm rồi, thì cô tôi cũng chả lắm rồi, xấu lắm rồi. Thế còn đây nó có cái nó đấy, người ông là nạ lắm rồi đấy. Nhưng mà nó có là nạ, nhưng mà cửa có hỏng cái gì cũng đây cái này. Bà này một tiền cho công cụ và rau có ngay đấy, tiền bà này. Bà này thì xa lắm, bà này tận Bắc Giang nữa. Bạn đẹp ơi, đăng ký làm biết của nói chung là hôm nay là ngày lễ ăn hỏi của cháu. Cô trấn đây là mẹ vợ. Chốc ra dạo từ nước mà lại bắt đầu mà lên đây hôm nay ngày vui cháu. Thank you.